Hôm nay Jolie sẽ làm chân mày sợi Herastrop, kỹ thuật độc quyền bên Jolie. Và với chị mẫu ngày hôm nay thì Jolie đã vẽ sẵn dáng chân mày bằng chì trắng và vẽ những cái sợi chính bằng chì đá đỏ để mà nhìn thấy rõ sợi hơn. Để thực hiện thì Jolie sẽ sử dụng là dòng mực Rai của Đức, màu dark brown. Trước khi lấy mực ra, các bạn nhớ lắc thật kỹ để mà những hạt mực hòa quyện vào nhau. Đối với dáng chân mày này thì trên cái nền dáng cũ, tuy nhiên dáng nó hơi nhạt màu và dáng nhỏ cho nên vẫn làm sợi được nha. Julie sẽ chỉnh đầu kim tầm 2 mm để đi thấy được dễ dàng hơn. Về tập trung đi cái phần sợi chính để mà sợi được mềm mại hơn. Những phần sợi chính bao giờ sợi nó cũng sẽ đậm hơn. Đây là những cái sợi sườn rất kiểu khung dễ dáng. Sợi này sẽ là sợi xe ngực nha. Nên các bạn thấy có những sợi. Sau khi đã bám được cái phần sợi này rồi thì sẽ lau hết toàn bộ. Bạn thoa thêm một xíu tê. Các bạn có thể sử dụng tê kem hoặc tê nước đều được nha. Charlie sẽ làm tương tự cho bên còn lại. Thank you.
Julie sẽ vui tê trợ. Sau khi đi sợi chính xong, các bạn sẽ tới bước giảm sợi. Ở bước giảm sợi này, các bạn phải giảm đúng đường sợi cũ. Và một lần mà các bạn đi sợi chính thì ít nhất trên từng sợi đó các bạn phải giảm ít nhất là từ 2 đến 3 lần thì sợi mới non, mới giữ được màu tốt sau khi bông. Khi giảm sợi, các bạn phải đưa đầu kim đúng nơi các bạn cần. Thì thực sự là Julie cũng không thể nào mà Julie biết được đầu kim mình đang ở đâu. Nhờ bằng cái việc cảm nhận đầu kim, khi mà các bạn nhá nhá đầu kim xuống dưới thì các bạn sẽ cảm nhận kim ở đâu, và chúng ta sẽ đưa đầu kim đúng nơi mình cần để làm sao sợi nó nhỏ, nó mảnh, nó sắc nét, nó không có bị tòe. Vì nếu như mà các bạn giảm lệch đường sợi thì cái sợi nó sẽ bị to. Nếu như mà các bạn đi bị sâu kim quá thì sợi nó sẽ bị tòe và loang màu sau khi làm xong. Thì nên chúng ta sẽ tập cảm nhận độ rung trên bề mặt da và căng cái bàn da ra để các bạn đi, cái sợi nó sẽ được mảnh hơn, nhẵn hơn. Và khi căng da ra cứng, các bạn sẽ đi cái sợi á, nó mực đưa xuống cái da nó chắc hơn, sợi nét hơn. Các bạn cũng sẽ cảm nhận được độ rung trên da rất là tốt. Và khi căng da, các bạn tập căng da 3 chiều cho Jolie. Tức là các bạn sẽ sử dụng ngón tay cái, ngón tay trỏ bên tay trái và ngón út của bên tay phải, tay cầm máy, để các bạn có thể căng da ra 3 chiều. Các bạn đi chậm thôi để mực da xuống da hơn. Một lần đi chúng ta sẽ ít nhất 2 lần giảm. Khi đi xong, khi mà các bạn giảm từng sợi, các bạn sẽ lau mực để mà kiểm tra sợi đã no mực, đã đủ màu hay chưa. Ở bước giảm sợi này, đôi khi mực nó hơi nhòe ra, mà các bạn phải tập cảm nhận để làm sao mà đưa đầu kim đúng nơi nha. Tại vì thật ra là phải cảm nhận, chứ không thể nào mà các bạn nhìn thấy được đâu. Khi lau, các bạn lau sạch thì các bạn mới dễ thấy. Và lau theo một hướng ngược chiều, ngược chiều lông mọc thì các bạn sẽ lau cái phần chân mày được sạch hơn. Hiện tại Jolie đang sử dụng là bông khô trong spa, và bông khô này có thấm nước, vắt ráo thì lau nó sẽ sạch hơn rất nhiều. Các bạn sẽ giảm lại sợi toàn bộ dáng chân mày. Tại vì ở lượt đầu tiên các bạn đi, nó chỉ là giữ khung, giữ dáng thôi, chứ sợi chưa có no mực. Các bạn cần đi cho sợi no mực, giữ màu tốt sau bông. Và bước giảm sợi này, Jolie cũng sẽ tập trung vào những chỗ mà Jolie cần đậm. Ví dụ đối với phần đầu chân mày thì giữa sợi lông mày nó sẽ đậm hơn, cho nên Jolie sẽ đi có lực hơn ở phần giữa sợi đối với phần đầu chân mày. Tuy nhiên đối với phần bụng chân mày, Jolie sẽ nhấn ở phần mà đoạn gần spine thì nó sẽ đậm, và phần ngoài khung nó sẽ nhạt hơn. Cho nên Jolie bao giờ cũng nhấn tập trung màu vào những cái đoạn mà gần với đường spine. Cái sợi mà giao nhau gần với đoạn đường spine thì sẽ nhấn nhiều lần hơn và sợi nó sẽ đậm hơn. Tương tự ở phần phía đuôi và lưng chân mày, Jolie cũng sẽ nhấn cái đoạn phía dưới để mà chân mày sợi có chiều sâu hơn, thật hơn, có hồn hơn, tạo hiệu ứng đậm hơn ở những phần mà chúng ta cần. Bây giờ Jolie sẽ tiến hành đi luôn phần sợi phụ. Đối với sợi phụ này thì các bạn cần hiểu về nguyên lý sợi để đi sợi không có bị rối. Sợi phụ 1 ở phần đuôi và lưng thì sẽ nghiêng về sợi chữ Y. Và đoạn dính sợi luôn luôn nó sẽ đậm nhất, cho nên Jolie sẽ nhấn kỹ màu ở những đoạn mà dính sợi. Thật
ra sợi phủ đi rất là nhanh, nhanh hơn sợi chính. Nếu như mà sợi chính các bạn cần một đi hai dặm thì đối với sợi phụ thì Jolie chỉ cần một đi và một dặm là đã xong rồi, tại vì sợi ngắn sẽ nhanh bám màu hơn. Đối với sợi phụ 2 thì sẽ nghiêng về sợi chữ S và nằm giữa hai sợi chính. Lúc nào Jolie cũng sẽ nhấn kỹ một xíu, đặc biệt là sợi phụ 1, tại vì sợi phụ 1 sẽ là những cái đoạn mà bên trong của dáng chân mày nó cần đậm hơn, và những cái đoạn mà dính sợi, đoạn giao giữa sợi phụ 1 và sợi phụ 2 để mà chân mày có chiều sâu hơn, tại vì dính sợi thì nó sẽ đậm ở phần đó nha. Khi các bạn đi sợi thì cần lau thật kỹ thì các bạn mới thấy rõ được những cái sợi đã no mực, đã đủ màu hay là chưa. Nếu như mà chưa, các bạn có thể đi thêm lần nhạc. Các bạn thà đi nhiều lần nhạc để tạo ra cái sợi no mực đủ màu còn hơn là các bạn đi sợi mà sợi nó một lần mà các bạn đi đậm luôn á, rất dễ xảy ra tình trạng sâu kim và dễ bị loang màu vỡ sợi sau khi làm xong. Đối với sợi ở phần bụng chân mày, sợi phụ 1 thì sẽ nghiêng về chữ C, có độ cong nhẹ để ôm theo cái phần mà sợi chính. Các bạn cần chia khoảng cách sợi sao cho đều nhau, tại vì nếu như mà chỗ quá thưa, chỗ quá sát với nhau thì nhìn sẽ nó không được đều, không có tự nhiên. Sợi phụ 2 cũng sẽ nghiêng hình chữ C. Và lúc nào chúng ta cũng sẽ nhấn màu thật kỹ ở cái phần mà gần với đoạn spine, những phần sợi dính nhau để mà sợi lông có hồn hơn, tạo chiều sâu hơn cho phần sợi lông. Với kỹ thuật sợi Hera Stroke này thì các bạn cần hiểu về nguyên lý sợi, cách đi sợi và cả cách nhấn màu nữa, thì kết quả của chúng ta sợi nó sẽ mềm mại, đánh khối tự nhiên và nhìn trong mày chúng ta có sợi nhưng mà nó không phải giống như phun. Tại vì phun á thì nó là một mảng màu, mảng hạt trên phần chân mày. Còn đối với sợi Hera Stroke thì sẽ là những cái sợi đánh khối trên từng sợi luôn, thì sợi nó sẽ rất là tự nhiên, thật hơn so với kỹ thuật phun. Với kỹ thuật sợi Hera Stroke này sẽ phù hợp với những khách hàng trên nền chân mày nhạt hoặc là chân mày nguyên thủy, với những khách mà thích sự tự nhiên giống như là sợi lông thật của khách hàng.
Đối với kỹ thuật sợi máy này là bài khó nhất trong nghề vuông sâm, đòi hỏi thời gian luyện tập nhiều hơn so với vuông mày hoặc là vuông môi. Các bạn cần cảm nhận kim và đưa đầu kim đúng nơi các bạn cần. Và khi mà các bạn luyện sợi trên da giả, tuy rằng nó hơi khó nhưng mà lên người thật á, thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đi các bạn sẽ nghe được độ run trên da được nhiều hơn, các bạn sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn không luyện tốt trên da giả thì lên trên người thật sợi nó sẽ bị cứng, sợi không mềm mại và không tự nhiên. Chứ nói như vậy không phải có nghĩa là các bạn cứ học sơ sơ xong các bạn lên trên người thật là rất dễ xảy ra tình trạng thảm họa thẩm mỹ. Cho nên các bạn cần luyện tập thật tốt trên da giả. Các bạn phải chắc tay, các bạn phải luyện sợi sao cho mềm mại, thực sự tự tin. Các bạn hãy lên trên người thật. Khi đi sợi, Jolie vẫn có lắc máy nhẹ. Tuy nhiên nếu như mà các bạn không lắc máy thì sợi nó sẽ bị động mực hai đầu. Chúng ta cần phải lắc máy nhẹ, đi từng đoạn 2-3 mm, tập cảm nhận đầu kim và đưa đầu kim đúng nơi mình cần thì sợi nó sẽ nhỏ mảnh và no mực, giữ màu tốt sau khi băng. Tập cả cách mà các bạn cầm bông, cách căng da, cách cảm nhận độ rung trên da để mà sợi được mềm mại và đưa đầu kim. Tại vì nhìn Jolie đi thì dễ đó, nhưng mà các bạn phải luyện tập nhiều thì các bạn mới đi được bài này nha. Mẫu ngày hôm nay của Jolie á là chị bị hơi bị nhậm mát cho nên hơi bị chảy nước mắt trong quá trình làm, chứ không phải là Jolie đi bị đau đâu. Jolie có hỏi chị mẫu là đau không, chị nói không có đau, nhưng mà mắt của chị nó bị nhậm, bị bụi vào mắt cho nên mắt chị bị đỏ. Chứ nãy giờ là trước khi làm các bạn để ý cũng sẽ thấy là chị mẫu mắt hơi ướt ướt từ trước, chứ không phải là làm là chảy nước mắt đau như vậy đâu. Các bạn chỉ cần làm đúng kỹ thuật thì ngay cả phương pháp của Jolie vẫn có thể đi không tê. Mà sợi đi không tê, sợi nó sẽ nhỏ hơn, giữ màu tốt hơn so với sợi có tê nữa nha. Nhưng mà để đảm bảo mẫu thấy thoải mái hơn trong quá trình làm cho nên Jolie luôn luôn bỏ tê và thêm một ít tê trợ trong quá trình mà sau khi mà Jolie đi xong sợi chính hoặc là sợi phụ. Sau khi dặm phần sợi chính thì Jolie sẽ đi luôn phần sợi phụ và sẽ tính theo từng cụm. Ví dụ trong cái cụm đó thì Jolie sẽ đi cả sợi phụ 1 và sợi phụ 2 để tránh bị quên và sót sợi. Đối với phần lưng chân mày, Jolie sẽ đi phần sợi phụ 1 chữ Y. Những đoạn nhín sợi thì Jolie sẽ nhấn đậm màu hơn để sợi có chiều sâu. Tại vì trong quá trình làm chân mày luôn luôn vướng những sợi lông thật của khách hàng, cho nên các bạn nhớ căng da, căng cái phần lông luôn để mà các bạn có thể thấy rõ cái phần mà sợi các bạn đi, để mà sợi nó hòa quyện với nhau. Chứ tránh màu các bạn không thấy đường đi, mà các bạn cứ đi đại, đi tới, đi lui thì không có đúng đâu nha. Đặc biệt là những bạn mà lên mẫu đầu tiên á, thì không, các bạn không có biết là đâu là sợi giả, đâu là sợi thật, sẽ dễ bị rối sợi. Nhưng mà Jolie tin chắc rằng là bắt đầu từ mẫu thứ 2, thứ 3 thì các bạn sẽ nhận định được tốt hơn. Các bạn nhìn thế nào là sợi lông mà giả các bạn tạo bên dưới da khách hàng và thế nào là sợi lông thật. Jolie nhớ cái lần đầu tiên mà Jolie điêu khắc, hồi xưa là có kỹ thuật là điêu khắc á, là mới ra đó. Lúc đó Jolie học kỹ thuật điêu khắc. Đối mẫu đầu tiên Jolie không có thấy được cái sợi lông giả, sợi lông thật. Người thầy đầu tiên đó là của Jolie, thầy người thầy đó đi hết một lượt, Jolie giảm cái phần trên cái phần sợi của người thầy thôi. Jolie căng cái da ra, không biết cái nào giả, cái nào là thật. Jolie nhớ tới giờ luôn, đó là cái kỷ niệm đầu tiên mà Jolie học sợi. Nhưng mà bắt đầu từ mẫu thứ hai thì Jolie hiểu hơn về sợi, về cái cách đi sợi như thế nào. Thì các bạn cũng vậy, nên không
không có gì mà mẫu đầu tiên các bạn thấy khớp rồi các bạn thấy lo lắng rồi các bạn thấy hơi sợ. Mới mà, từ từ các bạn sẽ quen thôi. Chỉ cần các bạn luyện tập thì các bạn sẽ làm được. Luôn luôn sợ ở phần bụng chân mày rồi lại sẽ đi sợ chữ C để sợ được mềm mại hơn. Khi các bạn đi sợi phụ sẽ nhanh ăn màu hơn so với sợi chính. Tùy theo quan điểm của mỗi người kỹ thuật viên khác nhau, còn đối với Jolie, luôn luôn cố gắng ôm vào sợi lòng thật của mẫu nhiều nhất có thể. Bởi vì cái giả hòa quyện với cái thật thì nó mới đẹp. Còn nếu mà các bạn cố gắng các bạn ăn vàng quá nhiều thì cái phần sợi nó sẽ bị giả, rồi nó bị lệch khung xương. Có một số bạn kỹ thuật viên á, bạn cố gắng bạn nâng cung chân mày cao quá, thành ra bị lệch khung xương, rồi cái sợi lông mày á, nó lại mọc thấp hơn so với cái phần dáng chân mày các bạn làm, thì nhìn nó không có được tự nhiên. Cho nên làm gì là các bạn cố gắng ôm vào sợi lông thật nhiều nhất có thể thì cái kết quả sẽ rất là đẹp và tự nhiên cho khách hàng của các bạn. Đây, hiện tại Jolie đang tới cái bước tạo khối cho chân mày, tạo khối trên từng sợi. Hiện tại Jolie đang sử dụng tạo khối bằng kim ba tròn và đánh trên cái vùng chân mày mà Jolie cần đậm, tức là đánh trên từng sợi, nhấn vào những cái chỗ mà cỡ tầm 2/3 chân mày, vào những chỗ dính sợi để mà chân mày có chiều sâu hơn, giữ màu tốt sau khi bong hơn. Cho nên ở bước này các bạn thấy là sợi, cái đường Jolie đi nó sẽ hơi to to, nó hơi hạt hạt hơn một xíu, nhưng mà nó sẽ tạo chiều sâu hơn rất nhiều. Khác với phun, tại vì phun á, các bạn sẽ rải từng cái hạt mực và các bạn tạo khối nhấn đậm vào những chỗ mà các bạn cần. Còn đối với sợi, Jolie vẫn tạo khối trên từng sợi, Jolie không có phun hết toàn bộ nha. Jolie dùng kim ba tròn để mà tạo khối trên cái phần sợi này. Và kỹ thuật này là kỹ thuật độc quyền bên Jolie, kỹ thuật Hera Stroke, tức là các bạn sẽ làm cái sợi lông theo cái sợi lông thật của mẫu, sắp xếp theo nguyên lý sợi, cảm nhận kim đưa mực vào nơi các bạn cần và sử dụng kim ba tròn để đánh khối trên từng sợi, tạo sự tự nhiên cho sợi lông. Và khi các bạn tạo khối như thế này thì các bạn không cần phải phun nữa. Ở phần tạo khối này, Jolie sẽ tập trung vào những cái phần dính sợi và những cái phần mà gần với đường spine để chân mày có chiều sâu hơn. Còn phần ở phía ngoài, sợi phía ngoài khung, Jolie sẽ không có đi ra để sợi được nhỏ mảnh, sợi có chiều sâu hơn. Khi các bạn tạo chiều sâu cho sợi thì các bạn sẽ thấy là sợi bây giờ nhìn đã nhắn rõ về phần đậm nhạt hơn rất nhiều. Và kỹ thuật đánh khối như thế này, các bạn sẽ đi nhanh hơn, tạo hạt hơn, chứ các bạn sẽ không đi chậm nữa. Tùy theo quan điểm của mỗi người kỹ thuật viên khác nhau thì hoặc là khách hàng á, thì có một số bạn thì thích về làm sợi lông tơ, hoặc là có những khách hàng mẫu không thích sợi lông tơ, thì hoặc là các bạn đang học về kỹ thuật sợi nhưng mà các bạn sợ không có ôm được khung thì các bạn cũng không cần nhất thiết phải đi sợi lông tơ đâu nha, tức là những cái sợi lông con ở phía ngoài chân mày. Còn quan điểm của Jolie thì vẫn cố gắng làm trong cái vùng dáng chân mày, tại vì quan điểm mỗi người mỗi khác, và có một số khác thì không có thích những cái sợi lông tơ lông con phía ngoài quá nhiều, họ thích là trong cái phần khuôn dáng chân mày. Cho nên Jolie tập trung vào trong cái khuôn dáng chân mày, đánh khối để tạo chiều sâu cho chân mày hơn mà thôi. Còn ở đây á, để mà tạo sự tự nhiên cho mẫu nên Jolie cũng có làm vài sợi lông con ở phần bên dưới. Đây là kết quả sau khi mà Jolie làm sợi Hera Stroke xong, các bạn cũng thấy là sợi lông rất là tự nhiên.
trên nền dán chân mày cũ bị trổ xanh và dán chân mày hai bên không đều. Bây giờ Jolie đã chỉnh sửa lại dán và làm những cái sợi lông thật là tự nhiên, hòa quyện vào sợi lông thật của khách hàng, đồng thời xử lý phần nền cũ bị trổ xanh. Và các bạn hãy cùng xem với bên còn lại. Và trên những cái sợi này, Jolie cũng nhấn đậm nhạt sợi để mà sợi tự nhiên hơn, mềm mại hơn. Đặc biệt ở phần phía dưới này, Jolie có làm thêm những sợi lông con cho tự nhiên. Thì tí nữa Jolie sẽ cho mẫu ngồi dậy cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Tại vì ngồi dậy nhìn sẽ thấy đẹp, nhìn trong này có chiều sâu hơn. Còn khi các bạn nằm ở đây, thì còn khi mẫu nằm á, thì các bạn sẽ thấy được rõ những cái sợi mà Jolie nhấn có chiều sâu như thế nào. Và đây là kết quả sau khi mà Jolie làm phương pháp sợi hair stroke bên Jolie. Với phương pháp này thì Jolie sử dụng cả kim 1 lẫn kim 3. Kim 1 để đi sợi và kim 3 để mà nhấn vào những vùng mà Jolie cần đậm. Và như các bạn thấy là phương pháp này Jolie tạo sợi rất là tự nhiên và tháo sợi cả những cái sợi lông con như thế này để mà nhìn chân mày nó nhìn tự nhiên hơn, giống như sợi lông thật nhiều hơn. Tại vì chân mày cũ của chị mẫu có nhưng mà sợi lông mọc không có đều, trên nền dán cũ hơi trổ xanh, dán nhỏ hai bên không có đều nhau. Thì các bạn sẽ thấy sau khi làm xong rất là tự nhiên như thế này. Giờ phỏng vấn chị mẫu một xíu nha, chị cảm nhận sau khi mà làm sợi hair stroke bên em như thế nào? Mình rất thích và nói chung là mong đẹp hơn sự mong đợi, mới là mình cũng không nghĩ đẹp như vậy. trong lúc đầu là chị cứ nghĩ là chị làm sợi thôi, và chị biết Jolie và chị quyết định là chị làm thôi, chứ không trong đầu chị nghĩ là chắc cũng thường thường thôi, chứ không có nghĩ là wow đẹp như thế này đâu. Nhìn rất là có hồn, có những cái sợi đậm nhạt đang xen với nhau và theo nguyên lý sắp sợi để mà làm sao sợi không có bị rối, sợi có hồn và sợi có chiều sâu hơn. Tuy làm sợi nhưng mà nhìn nó vẫn có sự đậm nhạt, nhìn có độ chuyển màu. Và khoe với các bạn luôn, đây là môi của một bạn học viên học bên Jolie, học trong vòng 3 ngày đã lên được mẫu. Trên nền môi của chị là môi thâm ở phần môi trên, thâm viền môi dưới và lòng môi hơi tái màu. Thì sau khi làm xong môi chị đã đậm, đã đẹp và không hề sưng tẹo nào luôn. Đó, bạn nào mà đang muốn tìm hiểu về phương pháp phun môi, kỹ thuật baby lip bên Jolie và cả phương pháp sợi hair stroke và tất cả những các khó còn lại, thì các bạn có thể đăng ký với Jolie qua số điện thoại 0937 37 33 96. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong video của lần sau. Và đừng quên, nếu như các bạn thấy video này hay, hữu ích, nhớ ấn like và subscribe kênh của Jolie nhé.